Chào các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và làm hồ sơ du học Mỹ cũng như là các nước. Và trong chương trình hôm nay, Tân Đại Dương sẽ chia sẻ với các bạn về chương trình dành cho kỳ nghỉ tại IELTS. Chương trình khám phá Hoa Kỳ, thỏa chí phiêu lưu. Nếu các bạn lên kế hoạch cho một chuyến nghỉ mát ngắn và kết hợp học thêm tiếng Anh, khám phá Hoa Kỳ là một chương trình hoàn hảo dành cho bạn. Học Anh ngữ vào buổi sáng và buổi chiều áp dụng ngay khi tham quan các danh lam thắng cảnh trong khu vực. Số cấp độ 12 cấp độ 101 đến 112 sơ cấp đến tinh thông. Số tiết mỗi tuần 15 tiết, mỗi tiết 50 phút từ thứ 2 đến thứ 6 buổi chiều nghỉ. Số tuần mỗi cấp độ là 4 tuần và học phí là khoảng 1.350 đô mỗi khóa. Về chương trình học sẽ tập trung vào thực hành nói và cấu trúc câu và hoặc là làm giàu thừa vựng hoặc là trung tâm công nghệ ngôn ngữ. Về việc ăn ở thì Tân Đại Dương sẽ giúp cho bạn tìm được chỗ ở hợp lý nhất. Về số ngày khai giảng hàng năm là 26 ngày khai giảng, số học viên tối đa mỗi lớp là 15 học viên, thực hành nói và cấu trúc câu 20 học viên, làm giàu từ vựng. Chương trình học gồm có các cấp độ như sau: sơ cấp, trung cấp, nâng cao và tinh thông. Và để biết được thời gian khai giảng cũng như là học phí cho mỗi khóa học như thế nào thì bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi đến số 0838382080 hoặc truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay tddvn.com để biết thêm thông tin về du học Mỹ mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.